Nhìn cái thế đây mới nó. Hay nha. Nhấc được một tấm gạch này đấy cô bác ạ. Hôm trước thì cháu Lực có nhận được là một cái khoản là của bà bé cô bác ạ, là gửi cháu Lực là 18.352.000, gửi cho chú là 600.000, thì 100.000 thì tí chú chia cho cô nhé, và thì cháu sẽ gửi cho cô là 400.000 thôi nhé, nhưng mà chắc là về một túi rồi nhỉ. Cháu cảm ơn bà bé là gửi có tấm lòng vàng gửi đến cho các cháu. Cháu rất là cảm ơn bà có một niềm vui, có sức khỏe, may mắn ạ. Xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt ở nhà hai ông cháu cô bác ạ. Và đến hôm nay thì có vẻ như là thời tiết là tạnh mưa đi ra một chút rồi cô bác. Và cảm giác như là có một chút ánh nắng là đổ về rồi. Và công việc của hôm nay mấy anh em đội thợ thì là đi vào và ốp cái phần nền nhà cô bác ạ. Đấy, nhưng mà chưa ốp đến nền nhà đâu cô bác. Tí ốp đến cái phần nào thì cháu Lực sẽ ghi hình cho tất cả cô bác anh chị và Mạnh Thường Quân là cùng biết. Hiện cái gạch này thì cũng lấy xuống là tương đối là khá là lâu rồi cô bác, đâu đó là gần được một tháng rồi. Còn những cái viên gạch này thì là mình để ngoài thì không bị sao cả cô bác ạ. Ông thì là phụ giúp cho mấy anh em thợ là vận chuyển gạch không? Nào Mạnh nào, có cả Mạnh cơ à? Nào Mạnh ơi, đi ra để cho ông nhấc nào, không là tí nữa gạch trúng vào chân đấy. Nào Mạnh ra đây nào. Ra đây nào. Nào. Vứt cái đấy đi. Nào, chào con các bà nào. Con chào các ông các bà. Rồi, kính chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Rồi, hôm nay Mạnh là ở nhà làm gì đấy? Nào, nhìn thẳng vào chú. Nào không nhìn ra điện nào, dưới đây, đi ra đây một tí nào. Nhìn thẳng vào đây nhá. Hôm nay Mạnh ở nhà làm gì? Chơi. Ở nhà chơi thôi à? Thế là Mạnh đang hộ ông là làm gì? Bóc gạch à? À. Hôm nay thì không đi học cô bác ạ, Mạnh nhá. Nào đi ra bên này. Đấy, sau mấy hôm thôi nhìn Mạnh là đô con hơn hẳn cô bác ạ. Đấy, có những cái sự tình yêu thương của các bác nữa và được các bác là yêu quý, gửi cho Mạnh là sữa này, thêm là đồ ăn thức uống nữa, cho nên là hai ông cháu thì có vẻ như là dần dần là cảm thấy là có một chút da, một chút thịt rồi. Đấy, nào, cháu đeo cho ông một cái mic nào. Thôi, đây. Cái này giờ thật xu rồi này ơi. Đây, cái này không phải phơi khô đâu ông ạ. Cái này là để cho đi vào ốp luôn đấy. Dạ. Yeah. Nhìn cái thế đây mới nó. Hay nha. Nhấc được một tấm gạch này đấy cô bác ạ. Ôi mày khẹt của mình hả? Ôi đừng để nó đập vào nhau nhá. Ông mà nghe thình ấy. Ở xem mà chơi nữa đó. Okay. Nào ông gửi một lời chào tới tất cả các bác nào ông? Chào các bác, các chị nhá. Anh, công việc của ông hôm nay là ở nhà là phụ mấy anh em thợ là bê gạch hả ông? Vâng. Rồi. Bê gạch. Rồi. Rất thử làm. Rồi. Thế mà ông ổ bật xuống kiểm chứ. Ừ.
Đây là mới có bờ nắng trên núi rồi mèng. Trước khi mà đi vào ốp ấy thì sẽ để cho mấy em thợ là lau cho nó phần đất này, nó sạch đi một chút. Mới cái tu xuống ngồm. Ủa mèo lên xem nó có khét, tiếng khét xem ạ. Nó ăn ổ à, khó mà lâu tố. Mạnh là có vẻ như rất là hăng làm của bác ạ. Hù, thì chụp đồ nữa xem mấy lại chụp ăn luôn. Mấy cái kia thì là để ở ngoài trời là nó không có bị ảnh hưởng tới cái gì đâu các bác nhá. Cái kia chắc là không cần lấy ngâm nước nữa anh Phòng nhỉ? Ngâm nước là 3 ngày hôm nay rồi các bác ạ. Chưa nữa. Màu gạch của nhà ông cháu này thì là nó hơi giả cố một chút rồi các bác nhá. Chém rồi. Đúng. Cái gạch đen kia là mấy nữa? Là cháu sẽ để làm cái khác ở chỗ đấy. Ông bê ra hẳn trên này nè ông này. Xong là lúc nào tí nữa ông lấy đất, lấy cát, lấy nước rửa cái phần đất nó đi. Những lúc nào mà cháu được ghi hình được thì cháu được sẽ ghi hình lại cái quá trình mà mấy anh em thợ làm cũng như là mấy ông cháu. Còn là những lúc nào mà cháu được không ghi hình được thì cháu được sẽ hộ cô bác ạ. Có vẻ như là hai thanh niên kia lại ở đấy là rất là hăng bóc gạch như cô bác, nhưng mà có thêm một cái đằng sau nữa là xem chuột. Đấy, là xem chuột thành ra là mới hăng bóc thế rồi. Ông anh nhấc một phát cả hộp đi xuống dưới đi ông. À đấy mèo. À tôi lấy mà thỉnh nhắm, nghe nhắm. Cái này nhìn Phật rồi đi ạ. Lông lái bị rồi. Chắc là có vẻ không có chuột rồi. Bóc hàng quá, đến cuối cùng chuột không thấy đâu. Mắt thỉnh thỉnh. Biết là bắt con gì đây? Con gì đây mày? Hả? Con gì đây? Không biết đâu à? Rất là hàng bóc gạch cô bác ạ, nhưng mà đến cuối cùng là không thấy chuột đâu. Nếu mà vừa rồi không nói là có chuột thì chắc là không hàng bóc thấy đâu. Chưa lũ vậy. Thế nào nó? Đấy, chắc là dùng ông ấy rồi. Ông ấy xếp lại gạch được không? Không phải tí trẻ con nó giấm xuống là trên nó là vỡ đấy. Ông ấy dùng cái ông ấy, ông dùng tấm ván cái giải xuống đấy, xong rồi ông xếp vào đấy. Ông điểm một đầu ấy. Cứ giải được mà. Ông lấy cái đầu này thò vào này. Thò một đầu đi vào thôi. Thế này á? Đấy. Ông để dừa dứa đi, ông để ra dứa đi. Xong một tí ông vẫn dựa vào kia nhá. Bây giờ ông lấy gạch ông đặt vào đây xong ông dựa vào tường. Đấy, để cho cái phần đất, phần chân nó không bị dính nhá, dính đất thôi. Cái viên gạch này là lúc nào mà ông lau đi ông nhá. Lau đi xong là để vào cái chỗ bây giờ để vào trong nhà được rồi. Nói do là trước kia là một phần là không có chỗ mà để gạch nữa các bác. Thì bắt buộc cháu Lực là phải để như thế. Cái này là gạch, chỗ này toàn bộ là gạch trắng thôi ông nhỉ? Vâng. Gạch trắng này thì là máy nứa. Ố bà phần nhà vệ sinh đúng không bác? Phần là gạch này thì nó có một cái lớp mà một cái lớp trắng trắng này lót này của bác. Không sao các bác, nó dính đất mình chỉ cần lột cái lớp này ra thì nó sạch rồi. Bị lông nhiều.
Thế để đây lúc nào mà hai ông cháu mình rảnh, hai ông cháu mình sẽ bê đi xuống nhà luôn ông ạ. Vâng. Đây cho ông làm ở đây thì cháu Đức sẽ đi xuống dưới nhà để mà xem làm anh em thợ là làm cái công việc gì các bác nhá. Mạnh thì có vẻ như là không là bóc gạch nữa đâu các bác ạ. Nặng quá, lại quay ra là chơi cát rồi. Không bóc gạch nữa à? Hả? Sao không bóc thế? Sao mày không bóc gạch thế? Đi ra kia đi, đi 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 vào nhà đi. Đi. Ôi, dài rồi chú. Này, giờ nhưng còn lâu lắm mới là làm được ấy. Phòng bên này thì anh Phòng đang đi vào và láng cái phần nền để cho nó căng bằng cân bằng hết. Này đánh thằng bằng hết chưa anh? Đánh hết rồi. Không là mấy nữa mà chỗ thấp chỗ cao anh nhỉ? Lát về là một tí vẫn biết nhỉ? Hôm nay chắc là chỉ ôm được hai cái phòng này chứ anh? Hôm nay chắc ôm được hai phòng này nữa chứ? Chỉ nhanh nhưng mà. À. À này vẫn chưa đổ xi keo vào đâu hả chú? Thử à? Nắng ấm thử nhỉ? Khăn vàng thì để một tí nữa là mấy anh em thợ là ốp tới đâu thì sẽ dùng khăn vàng này để mà lau cho nó không bị dính, nó không bị dính xi các bác ạ. Chứ bị dính xi là mấy nữa rất là khó cọ. Anh em đội thợ này thì làm lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ rồi, cho nên là các bác rất là yên tâm về cái vấn đề mà nó bị dính ở phần nền nhà các bác nhé. À đây vẫn phải dây cước căng thêm một lượt nữa hả chú? Em mày đi xuống thì cũng có nhận được thêm một cái phần quà là từ bà bé là dành tặng cho mấy anh em thợ, thì để cho mấy anh em thợ làm một chút nữa. Tôi cho Đức sẽ đi vào và gửi cái phần quà của bà bé. Hiện tại là mấy anh em thợ là vẫn còn đang chưa có biết đâu các bác ạ. Tối vào đây ngủ được anh nhỉ bây giờ ơi. Nếu mà lắp xong là tối vào ngủ được. Nhưng mà cái này mình có phải đợi cho nó chắc không đây anh? Lắp là đi được luôn. Lắp là được à? Sợ rằng là... Nhưng mà mình càng đi thì chắc nó càng chắc rồi nhỉ? Càng nén xuống. Tối thoải mái vào đây ngủ mà. Vâng. Cái phần kia là chú phải chừa ra từ độ là mấy cm chứ nhỉ? Thì mấy nữa ốp cái gạch kia mới được. Đúng, gạch đứng trên đấy luôn.
À, đứng trên đấy luôn á. Vẫn bị cát đúng không gạch này? Vẫn bị can. Gạch này thì nếu mà mình muốn cho nó kích thước nó đầy ấy thì mình chỉ có là đo cái số liệu gạch cho người ta cắt thôi, nhưng mà ở đây là mẫu gạch hầu như là người ta là đều sử dụng chung một cái mẫu gạch cả. Đấy, đến lúc mà ốp đến cái phần chân tường này chắc chắn là mình vẫn phải lấy cắt thôi, không thể tránh khỏi được. Một tí thì vừa chú nhỉ? Từ 10 phân. Cái gạch màu này thì nó sẽ không như màu của nhà của hai ông cháu của bác nhé, nó sẽ màu giả gỗ, nó hơi sạm một chút. Cái màu này thì ở trên vùng cao thì là rất là ưa dùng của bác ạ. Tại vì vùng cao là kiểu làm nhà sàn ấy, hay là nếu như kiểu làm nhà xây thì người ta vẫn dùng cái màu này là nhiều hơn. Đấy, ông xem là cái viên nào nó bị dính đất thì ông ấy dùng rẻ ông lau nhé. Để cho nó có đất, nó cắt vào thì không sao, nhưng mà nó có đất thì máy nữa nó bị trùng trúng ấy. Cái gạch này thì là gạch bóng cho nên là sau khi mà lau một cái là nó sạch là nó bóng loáng luôn các bác ạ. Có thấy là hôm nay thì mấy anh em thợ sẽ đi vào và ốp lát cái phần cái phòng 1 với lại phòng ngủ 1 với lại phòng ngủ 2 rồi. Sau cái thời gian mà làm việc thì chắc là bây giờ cũng đến thời gian mà ngồi nghỉ một chút thôi chú Toán nhỉ. Cái máy này thì mua bao tiền chú Toán, máy này? 1.4 triệu á? Máy này khoan với lại đục nhỉ chú nhỉ? Biết là anh Phòng đã hoàn thiện xong cái phần đấy chưa? Mà hôm nay thì có vẻ như là trà mát gan của ông là hết rồi cô bác ạ. Uống không ăn ngọt hết cả đầu lưỡi. Dự kiến mà để mà ốp cái phần này thì tiếng xong chú, một tiếng xong rồi hả? Cái này cháu thấy là người ta cũng cắt để làm cái mặt bàn đấy hả? Cái mặt bàn uống nước ấy, nước chè. Nó bắn sát hụt cái sát bé bé cái bàn nó ốp vào trong. Nếu mà ông thích ốp cái màu trắng ở phần nền hay là ốp cái màu này không? Nhưng mà cái màu này thì nó sẽ đỡ bẩn hơn. Đỡ bẩn cái này là nó hợp như kiểu là mà nếu mà lát cái màu trắng kia tôn sâu của mình cái màu trắng thì trời nắng này nó lóa quá. Vâng. Nhưng mà nó lại sáng nhà nhỉ, ôm thế. Chói. Cái này như kiểu giả gỗ ấy. Vâng. Nhưng mà công nhận là máy của nó người ta vé thì vé ấy nhỉ. Vé như y xì như cái màu gỗ luôn.
Chị ơi, ngồi đây chị, ngồi đây uống nước. Để em gửi cái phần quà này cho các chị một chút. Ông không uống nước chè chứ nhỉ? Ông không uống nước chè lâu chưa? Lâu rồi á? Đèo xuống một cái. Hay là ông uống này là bị cảm á? Hầu như là các chú là lúc mà ngồi nghỉ giải lao này không thể thiếu được là những cái bi thuốc lào chú nhỉ? Vâng. Đây cô ra ngồi đây cô, để cháu gửi cái phần quà của bà bé tới cho các đội thợ. Đội thợ chứ không phải các đội thợ. Năm. Ấy hôm trước thì cháu Lực có nhận được là một cái khoản là của bà bé cô bác ạ, là gửi cho Lực là 18.352.000 và trong đó thì bà có cho vào quỹ của em chùa là 250 đô, là tương đương với lại là 6.100.000 và thêm là 250 đô nữa là 6.152.000, 52.000 cô bác ạ, là trong đó thì cho cháu Lực là 1.000.000 và cho em rể với lại dân là cháu Lực là mỗi người là 250.000, là 500.000 và cho đội thợ là 200.000 và cái số tiền còn dư là 2.600.000 là 52.000. Thì cái này sẽ để mà mua đồ dùng cũng như là quần áo cho bốn mẹ con cô bác ạ. Thì đến cái số tiền mà đến những hoàn cảnh nào thì cháu Lực sẽ đọc là những cái hoàn cảnh đó cô bác nhé. Hôm nay thì có các chú là có nhận được là một cái phần quà là của ba bé, là gửi tặng cho đôi vợ chồng của chú này với lại là đôi vợ chồng của anh Phòng, là mỗi người là 500.000, là tương đương là sẽ được là 2.000.000 đồng. Nào hôm nay là chắc là không có cầm đủ tiền lẻ đấy. Cái phần này là ông là sẽ không được nữa ông nhá. Ông cho vào quý rồi, cho vào quý làm nhà của ông là 10 mấy triệu đấy. Lúc đầu mà vừa mới xuống chia sẻ hoàn cảnh của hai ông cháu là được là ba bé là gửi là phần quà là lần đầu tiên nhất cô bác ạ. Này là cháu cầm là 2.000.000 tiền chán tiền mặt thôi, nhưng mà tí về là các cô với lại là các cô là tự chia nhau nhá. Gửi cho chú là 600.000 thì 100.000, 100.000 thì tí chú chia cho cô nhé. Vâng. Thì cháu sẽ gửi cho cô là 400.000 thôi nhé. Vâng. Nhưng mà chắc chắn là chắc là về một túi rồi nhỉ? Vâng. Về một nhà thôi, không phải đấy. Về một túi ạ. Ừ, về một nhà. Vâng, một nhà. Đây của anh Phòng là cũng 600.000 này. Ủa, anh cũng được à? Anh cũng có một tí. Nhưng mà tí là anh nhớ phải là chia cho. Ủa, anh xin nhá. Cho chị là 100.000 nhá. Ủa, anh cũng có rồi. Cô ấy của cô này. Của cô là 400.000, tí tí còn 100.000 thì cô lấy của chú Toán nhá. Đây. Nhưng mà chắc là tí cô đã cầm hết rồi nhỉ. Đấy, chị ơi. Đấy, phần quà này là của là bà bé, là dành tặng tới cho là đội thợ của nhà mình. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã gửi là cái phần quà là của bà bé, là dành tặng tới cho đôi vợ chồng của chú Toán, lại là đôi vợ chồng của anh Phòng rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là chia cho đàn ông là sẽ 600.000. Đấy, còn các cô thì sẽ được 400.000, thì một tí nữa các cô là sẽ chia lại. Đấy thì chú là gửi một lời cảm ơn tới bà bé chú nhá. Cháu cảm ơn bà bé là gửi có tấm lòng vàng gửi đến cho các cháu. Cháu rất là cảm ơn bà có một niềm vui, có sức khỏe, may mắn ạ. Đấy, trong lúc mà quá trình mà mấy anh em thợ làm ấy thì sẽ được thêm là những cái sự yêu quý của các bác, là thấy là các chú là làm rất là nhiệt tình và gửi cho các chú là thưởng cho các chú mỗi người một ít. Anh Phòng có một lời nào gửi cảm ơn tới bà bé anh? Cháu xin chân thành cảm ơn bà, chúc bà và gia đình làm ăn phát đạt ạ. Đấy, bây giờ thì đến lượt cô. Cô thì một tí nữa về đến nhà là đòi chú Toán lại là 600.000 nhá. Anh cầm cũng được mà. Anh cầm cũng được á. Nhưng mà chắc là trêu thôi. Ở trên vùng cao thì hầu như là các phụ nữ là lúc nào cũng giữ cái tài chính ở trong gia đình của bác ạ. Đấy, cô gửi một lời cảm ơn tới bà bé cô nhé. Cháu cảm ơn bà. Đấy, cô thì nói chuyện là rất là nhẹ nhàng của bác ạ.
Đấy, nào đến chị này, chị đi tí cũng nhớ lại đòi lại của anh Phòng là 600 nghìn nhá. Và anh chồng cũng được mà. Ôi, chắc là nói để cho nó vui thôi chứ nhỉ. Chị gửi một lời cảm ơn tới bà bé gì nhá. Con cảm ơn bà bé đã gửi tấm lòng cho con, chúc là nhiều sức khỏe. Năm nay thì đôi vợ chồng của anh Phòng thì cũng phải nói là một năm là cũng khá là đáng nhớ và khá là buồn của bác ạ. Hai vợ chồng là tích góp bao năm để xây dựng một cái ngôi nhà, một cái tổ ấm cho cả gia đình của mình đấy, nhưng mà không may mắn là đến năm nay thì gặp phải cái cơn lũ, mà phải nói là khi mà mẹ thiên tai đã nổi giận thì rất là nguy hiểm và rất là sợ của bác ạ. Anh nghỉ ngơi xong thì sau khi mà nhận phần quà thì bây giờ là mấy anh em thợ đã tiếp tục là công việc rồi cô bác. Ông có thấy là vui mừng khi mà mấy anh em thợ làm nhà mình được thưởng, lâu lâu được thưởng thế này không? Không thấy vui ạ. Nếu gửi tiền cho bác thưởng, bác thưởng cũng vui hơn một tí rồi. Cũng vui hơn à? Đấy. Ông thì bà sẽ để vào tiền quý ông nhá. Không phải là ít đâu mà chắc phải tầm độ là hai mấy triệu rồi. Đây, bây giờ thì ngồi nghỉ ngơi một chút thì sẽ tiếp tục là vào làm các bác. Cái này là cái nước để mà tí nữa mình làm keo để ốp đấy hả chú? Vâng. Cái này thì hầu như là nhà nào làm thì cũng đều làm như thế cả cô bác ạ. Thế có thể là một số các bác là ở bên nước ngoài thì ở bên đấy thì thợ người ta sẽ thi công khác hơn một chút, còn ở bên Việt Nam thì sẽ thi công là khác hơn một chút cô bác nhé. Sau một cái thời gian mà ngồi nghỉ ngơi thì bây giờ đội thợ lại tiếp tục là đi vào và ốp lát rồi cô bác. Có lẽ là buổi trưa hôm nay là mấy em thợ là sẽ không có nghỉ ăn trưa nữa cô bác, tại vì là buổi sáng là mấy em thợ là ăn muộn hơn. Hiện tại thì đã gần là đâu đó là 2 giờ rồi cô bác này, 2 giờ chiều rồi. Chú Toán thì bây giờ là chuẩn bị là ốp ốp cái phòng này cô bác ạ. Cái này nếu mà để mà ốp chuồng lợn chắc là lợn biết nó biết té đấy chú nhỉ? Vâng. Nhưng mà nó làm sao đứng được? Có á. Vâng. Nó nhảy một phát là nó ngã luôn. Vâng. Vừa rồi là các anh thợ của bác ạ là đo đạc vuông góc này kia rồi. Bây giờ thì là chuẩn bị là đi vào một lát rồi. Có lẽ là chia nhau ra mỗi người làm một phòng hả chú? Vâng. Làm chung thì cái mạng nó bé quá. Vâng. Phải để cái mạng to kia thì nó người một đi. Vâng. Cái phòng này thì là cái chiều ngang bao nhiêu mét vuông chú nhỉ? Phòng này 9 mét vuông đúng không? Cái phòng này là 9 mét vuông là tương đương với lại diện tích để đặt một cái giường cũng như là một cái tủ là rất là thoải mái rồi cô bác. Ông cái rẻ vàng kia là ông cầm xuống đây đúng không? Đấy, một tí nữa thì mấy anh em thợ là ông đưa xuống để mấy anh em thợ là ốp tới đâu là lâu tới đấy ông nhé. Đấy, các chú thợ thì các bác là yên tâm là làm là rất là gọn gàng và sạch sẽ rồi. Đây là sau khi mà ốp xong này các bác này là nó bị dính cái nước xi là mình phải lau qua lau lại là mấy lần thì nó mới bóng loáng được lên đấy. Mắc.
Anh Phong tiếng về. Ông thì phụ giúp cho mấy anh em tợ là lau lau gạch cô bác ạ, không cho nó bị dính đất ấy. Và cái khăn này để dùng nhiều lần quá thì một lau xong một lần thì tí nữa ông đem đi giặt ông nhá, nó bị dính xi ấy, chứ là để mà mua thì nó không tốn lắm ấy. Đấy, có vẻ như là hôm nay là mấy anh em thợ đi vào làm ấy là thời tiết ủng hộ hơn một chút rồi cô bác này. Thời tiết là bắt đầu ấm ấm lên một chút. Đấy, chứ mưa thì là mấy anh em thợ sẽ không thể mà hoàn thiện là ở phía bên ngoài được cô bác ạ. Vì là mưa là không thể làm được. Trên này phải lên giàn giáo nữa thì mới chắt được mọi cái nữa. Đấy, nhà của hai ông cháu thì cháu Lực vẫn là kẻ cái phào chỉ của bác nhé. Để cho nó nổi bật đi. Nếu như mấy nữa mà khi mà hoàn thiện nhà đấy thì có sơn vào thì mấy cái viền này thì mình sẽ gọi như là nó là cái điểm nhấn của ngôi nhà. Gạch thì nó có rất là nhiều cái loại móng gạch cô bác, có thể là gạch là nó có hai, thí dụ như 2-3 móng gạch này nó tương tự là như nhau nhưng mà mỗi loại là nó một giá khác, tại vì là mỗi loại nó là một chất liệu ấy. Còn riêng về độ gạch nhà hai ông cháu thì cháu Lực lựa chọn là cái gạch mà tốt nhất cô bác ạ. Gạch này thì nó không phải là nguyên là nó là vân gỗ đâu, mà nó còn rất là bóng nữa. Khi mà mình lau sạch sẽ thì gạch này nó sẽ bóng hơn rất là nhiều. Đấy, như nếu mà các bác có bác nào mà bán vật liệu thì các bác biết là cái loại gạch của nhà hai ông cháu thì nó là loại gạch gì rồi. Có bác nhìn ở trên này này, trên này nó còn là cái viền gạch mà nó màu đỏ các bác nhá. Màu đỏ thì nó là cái thuộc dạng là cái đất sét là rất là tốt, nó y xì như là liệu là cái gạch đỏ này này các bác này. Còn là có một loại là nó sẽ là màu một loại là nó sẽ màu đất của bác ạ. Màu đất thì là nó cái viền này này các bác này, cái viền của nó, cái viền này này các bác này, cái viền này này nó sẽ đen xì là nó là loại là gạch màu đất, loại này đấy nó rẻ hơn. Đấy, theo kinh nghiệm của cháu Lực là biết là về cái gạch là nó như thế, không biết là kinh nghiệm của các bác thì như thế nào. Các chú thì là mặc dù là thợ ít của bác ạ, ít người, nhưng mà các chú là làm là khá là nhanh và làm rất là tỉ mỉ. Đấy, hiện tại thì nếu mà cái phần tường này các bác nhá, tường này thì nó đang bị ướt thế này là không có sơn được các bác nhá, phải để tường bao giờ nó khô ấy. Như chú thì về sơn nhà ấy thì chú có hiểu về sơn nhà không chú? Sơn nhà chú có biết không? Nhưng mà sơn nhà thì theo cháu hiểu là nếu mà mình vừa mới làm xong thì là chưa để sơn được nhà đâu chú nhỉ? Chưa. Nó phải để 1-2 tháng đi. Nắng thì 1 tháng, nếu mà không nắng mấy thì chừng 2-3 tháng. Là nó mới tường nó mới khô mình mới sơn được đúng không chú? Đúng. Không là nó rơi hết rồi. Thí dụ như bây giờ nếu mà cháu muốn sơn trước cái phần ốp thì liệu là có làm được không chú? Cũng không được đâu. Vẫn phải đợi chứ. Là vẫn mình luật xong ngày sơn là mình phải đợi cho nó cho cái phần tường nó khô là mới được đúng không chú? Vâng, mình sơn ít một thì nó cũng không bó, với là thứ hai là nó mình mở thùng sơn đấy. Vâng, không được. Đây thì các chú cũng nói rồi cô bác là nếu mà muốn sơn ấy thì là phải là đợi tất cả cái phần tường nó phải khô trắng trắng như cái đợt cái chỗ này cháu Lực đang zoom lên được các bác này, nó phải khô như này thì mới sơn được nhà.
các chú là rất là phải tỉ mỉ, là còn dùng phải cái dây cước này cô bác này để mà căn chỉnh lại cho nó tất cả cái viên gạch nó đều bằng một bên hết, để nếu mà một tí cắt thì sẽ cắt ra phía bên này này. Còn về cái phần ốp gạch này thì cháu Lực không thể hộ được các bác, tại vì là không biết ốp các bác ạ. Tí thì sợ rằng là chỗ đều hay không đều, thì sau này khi mà mình đi trên nó lại bị lục cục. Những cái mạch nhỏ nhỏ đây là mình còn phải dùng xi măng trắng để mà bịt lại xuống nhỉ? Cái này không bịt cũng được không? Nó có xi keo nó lên à. Tí mình lau nó khác có xi hết à. Còn xi măng trắng thì lúc nào mình ốp tường lên thì mới cho xi măng trắng à. Cái tường với là tường nhà tắm, nhà vệ sinh kia. Vâng. Nhà tắm, nhà vệ sinh là lúc nào mình cũng đi tắm thì nước bắn vào ấy. Vâng. Nó không ngấm vào trong. Thế là chú xem nếu mà nó bị hở nhiều quá là chú cũng đi hết cho cháu nhá. Vâng. Nếu mà nó bị hở nhiều ấy. Còn nếu mà nó bị không hở thì thôi. Chú Toán thì làm phòng bên này thì cháu Lực sẽ ra bên này là xem tay nghề của anh Phòng chút cô bác, để thật sự ra thì nếu mà để mà đỉnh cao đấy cô bác là nó vẫn còn gọi là chưa vẫn được đỉnh cao, nhưng mà để mà được hoạt động nhiệt tình ấy, thì các anh lúc nào cũng luôn luôn là sẵn sàng rồi đấy. Kia kìa cô bác nhìn thấy này, là cái dây căng lên căng xuống cô bác nhá. Đây là tối ông để ý đừng để cho chó về ngủ trước ông nhá. Chó về ngủ trước rồi. À Mạnh đừng có giống vào đây Mạnh. Lùi một tí. Lùi lại một tí. Đấy. Này đúng là ốp xong thì đúng là Mạnh là tha hồ vào đây là vui chơi là lăn lóc mà. Đây. Còn về ở cái phần bên chế trước mặt của anh Phòng của bác nhá, là chưa chát là máy nữa, là còn ốp thêm gạch nữa cho nên là chưa thể mà chát được. Vẫn chừa ra khoảng là tầm độ 20-30 phân. Cắt được không? Ông lấy con bây giờ xem con dao nào. Ông lấy cái bầy này cắt này. Cảm ơn mấy chị em ạ.
Chị. Ông mình không ăn, ông không vào cả. Hả? Bảo ông là bật cái máy này để mà khuấy xi keo lên thì ông cũng bảo là chưa biết làm không bác ạ. Ông thử xem nào. Hai tay đi ông, hai tay cầm đi ông. Hai tay cầm đi ông. Cầm lên mà chị, cầm lên đúng không ạ? Có vẻ như ông là lần đầu tiên làm cho nên là khá là bắn của bác ạ. Dùng cái tay đi ông nhỉ? Rồi thì ông đang khuấy cái nước là nước làm keo các bác để mà ốp cái phần nền này này. Ông đi rửa chân đi, không là tí nó dính hết xi vào chân của ông rồi. Đấy ở đây là thôi là ai ai cũng đeo ủng các bác, chỉ có mỗi mình ông là ông không đeo ủng thôi. Đấy thế mà ông cũng nhảy vào làm rất là nhiệt tình và đến cuối cùng thì rất là may là ông còn mặc quần mưa đấy cô bác. Mặc dù quần bẩn nhưng mà thích làm ông nhờ. Nhà mình mà. Cái đấy là quần mưa không? À. À. Đây là trước ông mua là ai gửi cho ông ấy? À. Hầu như là những cái bộ quần áo của ông các bác vào cái thời điểm này là áo mưa với lại là quần mưa là đa số là nhiều cả. Mấy nữa là đến cái mùa mà ông còn đeo ủng nhiều hơn nữa thì ông nhỉ. Còn đeo ủng nhiều hơn là cả đeo giày với lại đeo dép nữa các bác. Mùa đông thì rất là lạnh rồi. À. À. Đeo ủng thì nó kiểu nó ra mồ hôi đúng không? Ra mồ hôi đấy là như kiểu ra chân ra tay của mình thì các bác này. Ngấm nước này lại nó y xì như như cái đầu ngón tay này. Cái móng tay này. Đấy, nếu như ngày mai thời tiết bảo ủng hộ các bác nhá thì mấy anh em thợ sẽ đi vào và hoàn thiện ở phần phía mặt tiền ở bên ngoài các bác. Mặt tiền này thì là mấy anh em thợ là sẽ chắt là khó hơn là so với lại ở bên trong. Tại vì rằng là ở bên ngoài thì sẽ làm những cái họa tiết mà để cho nó sinh động là cái ngôi nhà đi một chút đấy. Đấy, hai anh em thợ là mỗi người là một bên một phòng các bác. Đấy, cái này thì một tí nữa mà anh em thợ là làm xong các bác nhé. Là sẽ dùng khăn để mà lau lại cho nó sạch sẽ hoàn toàn. Mấy anh em thợ thì sẽ làm tới đâu là mấy anh em thợ là đều là dọn dẹp và sạch sẽ tới đấy rồi. Thì nếu như các bác đang theo dõi hiện tại bây giờ ấy, quá trình mà đang làm đúng không bác, thì nó sẽ có một chút là nó bị bắn ra ngoài đấy, nhưng mà tuy nhiên là một tí nữa là mấy anh em thợ sẽ dọn dẹp sạch. Đây, về phần nội thất
trong nhà của bác nhé, nội thất ở trong nhà thì hiện tại là được là bà Vương Kim Thanh là ủng hộ là một bộ giường rồi, với lại thêm là một cái bàn học cho Mạnh là tương đương là số tiền là 2 triệu đồng của bác. Tất cả những cái chỗ chưa chắp này của bác này là máy nước, là dây điện là sẽ chạy qua những cái chỗ này hết các bác. Chỗ này thì sẽ có một cái bàn ở phía bên cháu Lực đang đứng đây của bác này, thì chỗ này nó là một cái bàn Thái rồi, và bàn Thái thì cháu Lực cũng đã nói sơ qua về đấy các bác. Chỗ này thì hai ông cháu chỉ có hai ông cháu ăn cơm thôi, cho nên là những lúc mà nấu cơm xong thì không phải là bê ra phòng khách đâu, chỉ cần là ngồi ở chỗ này của bác này, mua thêm cho ông là hai cái ghế nữa, ngồi ở đây và ăn cơm đây, thì dọn dẹp là nó sẽ ở góc bếp này luôn. Có thể là cháu Lực đang nói thì các bác là có thể các bác là chưa có hình dung ra được, nhưng mà đợi lúc nào mà cháu Lực làm xong thì các bác sẽ hình dung ra được. Chỗ này là cháu Lực thiết kế làm hai cái ổ cắm để mà lúc nào mà cắm nồi cơm điện đấy, là phía bên này này các bác này, những cái khoảng dư ra, khoảng dư này thì sẽ là nồi cơm điện. Nếu như ở phía bên này là một cái ổ để mà sau này nếu mà có kinh phí mua tủ lạnh thì sẽ cắm ở đây. Còn trước qua cái tủ lạnh một chút thì là chỗ này là một cái bàn, cái bồn y xì, là một cái bồn rửa bát ở đây. Và nếu như sau này thêm có kinh phí như các bác làm một cái chạm bát và nhỏ nhỏ treo trên kia, khi mà mình rửa bát xong thì mình sẽ úp cái bát là ở trên đầu mình luôn, thì nó sẽ tiện hơn các bác ạ. Đấy, ba thanh niên này thì trốn ra một góc là để xem điện thoại này. Mạnh rất là thích xem này, xem ké luôn đấy nhá. Đây, ngôi nhà thì khang trang rồi. Ngày 1 là ngôi nhà là sẽ hoàn thiện, và ngày 1 là sẽ chuẩn bị là đến ngày tân gia rồi. Đấy, thì ở đây thì cháu Lực cũng đã nói khá là nhiều rồi. Nếu như có các cô các bác muốn lên trên nhà của hai ông cháu thì mong rằng là đến ngày tân gia thì cháu Lực sẽ thông báo lên trên kênh là ít nhất là độ tầm 1 tuần, thì rất là mong các bác cô chú anh chị sắp xếp công việc để mà lên chung vui cùng với lại là hai ông cháu của bác ạ. Em Mạnh thì sau này là cùng ông là ngủ ở phòng nào hả? À, muốn ngủ ở phòng nào chỉ ra thế nào, muốn ngủ ở phòng nào thế nào? À, phòng này à, ngủ phòng đầu tiên luôn à? Mạnh phải nói chứ, bà là ngủ ở phòng đâu vậy đi? Thế là ngủ phòng đầu à? Tại vì phòng đầu là nó có cái hướng cửa sổ là đi ra bên ngoài các bác ạ. À, chắc là thích ngủ phòng đấy là nhiều hơn. Mạnh thì có vẻ nhà mấy hôm nay là béo hơn hẳn nhờ, lên cân đấy. Đừng có nghịch xi nhá, tìm dính vào tay đấy. Ở cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Đấy, chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những cái sóng tiếp theo ở trên kênh Bản Em. Và xin cảm ơn các bác rất là nhiều, và chúc các bác một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui và nhiều năng lượng của bác nhé. Con chào tạm biệt các ông các bà. Khoanh tay kính chúc. Kính chúc các ông các bà thân nhân sức khỏe. Rồi, hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông thì lên trên này là phụ mấy anh em thợ là bê gạch đi xuống dưới nhà một chút của bác ạ. Đấy, ông bây giờ gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các bác ông nhé. Chào các bác các chị nhá. Ông có thấy là cảm xúc là ngày 1 là vui không, khi mà thấy là nhà của mình là ngày 1 là hoàn thiện rồi? Vâng, vui rồi. Vui cả tất cả em chị giúp đỡ được. Nên là dạy việc mai kia nữa, 3-4 ngày nữa chắc xong rồi. Đấy, cố gắng là 3-4 ngày nếu mà thời tiết mà ủng hộ thì sẽ xong sớm ông nhỉ? Đấy, để mà đi vào tân gia cho hai ông cháu. Chuyện không mơ thì chắc mai kia thì xong rồi. Vâng. Và mưa 3 ngày thông là hôm nay rồi các bác. Hôm nay thì mới tạnh tạnh đi một chút.
Xin chào bác. Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đấy cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Đun nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút thì là để cho Lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút không nhỉ? Vâng. Này không? Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này các bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này các bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ủa ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh các bác. Ủa, màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại là cháu Lực bán hộ là ông Sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không? Các bác các chị thì chỉ ra lúc này để mà chịu bình nước và uống hàng ngày thôi. Mà các chị liên quan đến biến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chị, các em các chị đừng nói rồi không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chị, các bác. Xin cảm ơn.